Các bạn ơi, hôm nay mình về dưới quê rồi. Bây giờ trong tủ có gì ăn nấy nha các bạn. Mấy con cà phê này nè, cháu mình nó làm sẵn rồi, nó cho nó gửi vô tủ lạnh nè các bạn. Rất là ngon luôn, cà phê này là cà phê thiên nhiên nha các bạn. Nhưng mà mình phải biết cách làm. Mấy lần trước mình làm cho ông ngoại ăn thì mình nấu canh chua lá me rồi mình nấu canh cà chua rồi, nhưng mà ổng ăn á, trong canh có rau đó các bạn, rồi xương nó ra. Tại vì cà phê á, cái mình nó mềm lắm. Rồi ông ăn ông hay mắc cổ đó các bạn, ông ngại. Hôm nay mình về cũng còn cà phê, nhưng mà mình chế cái biến cái kiểu khác. Là hôm nay mình giới thiệu cho các bạn, mình chia sẻ với các bạn là cà phê chiên nước mắm nha các bạn. Thì không có thể thiếu dầu ăn để chiên nè, cúc kinh ôi nè. Rồi không có thiếu nước mắm Hương Thịnh nè các bạn. Đây là đường cát và đây là hành với ớt nha. Đây là tỏi với ớt và đây là hành mình sắc sẵn rồi nè các bạn. Món này mình làm cho ổng một cái món mặn. À, để ông ăn với canh chua, mà canh chua hôm nay mình nấu với tép các bạn, mình không có nấu với cà phê nữa. Tại vì nấu rồi xương nó rã ra chung với rau, mà ổng ăn thì đàn ông người ta ăn người ta ngại lừa lắm đó các bạn. Thành ra thôi hôm nay đổi món vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm cái khâu chiên cà phê nha các bạn. Cà phê chiên nước mắm. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm cái khâu chiên cà phê đi nha các bạn. Thì trước hết chúng ta đổ dầu vô nè. Chiên cà phê rồi chờ cà phê vàng, chúng ta vớt ra cái dĩa rồi làm sốt nước mắm mình đổ vô mình lăn nha các bạn. Cái món ăn này thì nó giống như cái món ăn của người miền Trung người ta hay ăn đó các bạn. Mình lên ở với con mình, nó là người Phan Thiết mà nó hay làm cái món này cho chồng nó ăn đó các bạn. Rồi chúng ta muốn cho cái chảo này nó không có bị văng á thì chúng ta bỏ chút xíu muối vô nha. Chúng ta bỏ chút xíu muối vô, chúng ta quậy lên. Bạn thấy không, con cà phê nó to đùng như thế này nè, mà nó là thiên nhiên đó mà các bạn, người ta không có nuôi, người ta nó ra ngoài đập ở ngoài ngoài ruộng nó ở đó, người ta bắt lên người ta bán đó các bạn. Nó to mà nó mập lắm. Chúng ta chiên chờ nó vàng nha các bạn. Bây giờ cá nó đã vàng rồi, chúng ta vớt ra nha các bạn. Chúng ta vớt ra dĩa. Nó to quá. Ngon quá các bạn ơi, nó mập ú à. Vậy nhưng mà bỏ vô nồi canh thì ảnh ra xương nhiều quá, ăn không kỹ thì mắc cổ. Mà nấu canh cũng nhiều rồi, bây giờ mình lại là chế biến thành kho đó các bạn. Thay vì mình kho ngót cũng ăn rồi. Hôm nay là mình xót với nước mắm các bạn. Bây giờ cái nước, cái dầu này hả, đã chiên rồi thì bây giờ mình bỏ đi nè. Mình không xài dầu này nữa nha các bạn. Chảo trở lại. Cái
chảo này nó đang nóng, mình không thể nào rửa nước lạnh được, rửa nước lạnh nó mau hư lắm nha các bạn, nó dễ tróc. Thì bây giờ mình lấy cái khăn giấy nè, mình lau. Mình thấy người nước ngoài người ta nấu người ta hay lau bằng khăn đó các bạn, là do người ta bớt rửa đó. Mà các bạn thấy không, lau cái nó sạch, lau cái nó sạch cái chảo liền đó, nó nhỏ nhỏ nha. Rồi bây giờ là chúng ta tiếp tục bắt cái lửa tiếp, mở lửa tiếp nó nhỏ nha, chúng ta mở lửa tiếp nha các bạn. Rồi cho vô đây thêm một chút xíu dầu thôi, tại vì trong cá chiên nó đã có dầu nhiều rồi. Đây là nửa chén nước nè các bạn, nửa chén nước lọc nha. Rồi mình cho nước mắm vô đây, khoảng 4 muỗng nước mắm. Đường cát nha các bạn. Cái muỗng này nhỏ lắm, mình cho 4 muỗng đường cát vô đây đi. Tùy theo khẩu vị của mình mà mình gia giảm. Thì dầu ở trong đây nó sôi rồi nè, các bạn bỏ tỏi vô nha, tỏi với đầu hành, các bạn quậy lên đi. Tại vì trong cá nó có chất ngọt rồi, mình không có làm bột nêm cũng được nha các bạn, không phải cái gì mình cũng làm bột nêm, tại bột nêm ăn nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Đầu hành nè các bạn, rồi chúng ta phi cho vàng lên, bớt lửa nè. Chúng ta phi lên cho nó thơm. Đây là cái hỗn hợp nước mắm và đường. Nó chỉ đơn giản như thế này thôi các bạn ơi, nhưng mà nó dễ ăn lắm. Đây là cái cách ăn của người miền Trung nha các bạn. Nhưng mà vào miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì cũng ăn hết. Mình không có bỏ dầu nhiều các bạn thấy không? Chỉ một chút xíu dầu thôi. Rồi bây giờ bỏ cái hỗn hợp này vô, mình thấy hành với tỏi nó thơm rồi bỏ hỗn hợp này vô nè. Rồi chúng ta bỏ cá vô đi các bạn, bỏ cá vô cho nó ngấm vô cá. Chảo này nó hơi chật đó các bạn phải tưới lên con cá cho nó thấm, chứ để một lát nó không thấm các bạn, tại vì mình không có thể chở được con cá thì mình phải tưới lên. Rất ngon đó các bạn ơi, vừa ăn lắm luôn á. Các bạn cho nó ngấm một lúc rồi cho cái nước này nó sệt sệt nha các bạn. Giờ mình trở qua, mình trở con cá qua cho nó ngấm cái mặt sau.
Tại vì ở nhà là có người bệnh tim đó các bạn, mình không có cho nước mắm nhiều. Mình cho ít nước mắm mà với đường vừa phải thôi. Còn cá là tự cái chất ngọt của nó ra rồi, mình không có cho ăn bột ngọt các bạn. Các bạn thấy rất là ngon. Cá phi chiên nước mắm. Cái nước nó sệt rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta bỏ hành vô. Cái món này thì đơn giản nhưng mà ăn nó cũng dễ ăn, nó không có tanh con cá nha các bạn, không có tanh đâu. Rồi bỏ thêm ít ớt vô nè. Tại vì mình đã chiên rồi. Nó béo chứ nó không có tanh. Mà mình làm nước mắm với đường, không có bỏ bột nêm. Tại vì trong cá nó cũng đã ngọt rồi đó các bạn. Thế là chúng ta đã hoàn thành cá phi chiên nước mắm các bạn nha. Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng nha. Món này nó lạ lạ nha, ăn cũng bắt cơm lắm đây. Hôm nay mình để khách nhà quê hả ăn canh chua tép đồng nè các bạn, với rau muống nha, dân dã, rất là dân dã luôn. Còn cà phê chiên nước mắm đó, chỉ hai món này thôi là cũng đủ rồi, tại nhà quê thường ăn cái kiểu quê quê vậy đó các bạn ơi.